Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đấy. Khu này đất đỏ rất là đẹp nhé. Đường ô tô đỗ ở phía ngoài kìa. Đường ô tô đi thoải mái. À. Thì giới thiệu quý vị một lô đất đang trồng khoai mì này. Có diện tích là 9 sào. 963. Xấp xỉ 963. 963. À, 9 sào 4, xấp xỉ 9 sào 4 quý vị ạ. À, 9377 m vuông. Đất đai thì rất là vuông vức đúng không? Chiều ngang này được mấy chục mét nhỉ? Chiều ngang khoảng 40 mét. Đến tận cái hàng rào núi B40 ấy. À, đằng sau lở hậu à? Đấy, đặc biệt là nó có căn nhà tương đối tốt rồi. À, nhà này kìa, đó quý vị thấy không? Kiểu như nhà máy bằng ở ngoài Bắc. Đấy, có cả công trình phụ các thứ hẳn hoi. Lở hậu. Đang chào bán là 2.499.000.000 quý vị nhá. Gọi là 2.5 tỷ còn thương lượng ấy. Chín sào tư, gọi 964, 9377 mét vuông. Này có sổ chưa nhỉ? Có sổ rồi. À, lại có 100 thổ cư nữa. 100 mét thổ cư quý vị nhá. Đây, đất đai ở đây rất là màu mỡ, tươi xốp, tuyệt vời. Đây, nhìn này phải hiện luôn. Chỗ trong này là đất đen, ở ngoài kia đất đỏ. Đất pha, vô đây đất pha. À, đất pha. Nó chỉ cách nhau có tí thôi mà chất đất nó khác nhau. Cái màu nó khác nhau. Tại đó, cái đất giếm, ngày sau đất giếm lên, còn ngày sau cái trang như trước. À, đây. Đất đen này. Nhà này xây 400 triệu. Nhà này 400 triệu lận hả? Ừ. À, nhà lập tôn thôi, chứ không phải nhà. Nhà này xây đây cách hơn 7-8 năm, gần chục năm rồi. Đấy, xô tít xuống dưới kìa. À, đó. Theo mì này là hết luôn, hết cái mì này luôn. Đấy, quá rộng luôn nhỉ. Quá tuyệt vời đấy, rất đẹp đấy, tuyệt vời đấy. Đến chỗ ấy này xong phình ra. Hết cái vườn, à, hết cái hàng hàng cây gòn đấy, bông gòn đấy. Xong rồi nó ăn ra kia, xong rồi xuống dưới kia. Ừ. Ở trong khu này dân cư ở đông ha. Đây. Đó. Rồi, 2.5 tỷ quý vị nhé. 2.5 tỷ. Đây, điện này. À, khu này đắt ha. Đấy, thì tôi có một cái lô khác, cũng ở xã này nhưng mà 1.5 tỷ, hec 1.5 tỷ. Tỷ rưỡi sau 8 triệu, còn một khác, một lô khác. Đường xá nó còn đẹp hơn đây. Mà 1.5 hec, 1.8 tỷ. Và trong khi đây là 964, 2.5 tỷ. À. Nói chung là tùy vị trí, mỗi vị trí khác nhau. Nhưng mà tôi nên... Cái này gần lòng hồ suối cát à? Gần lòng hồ suối cát. Cái mảnh 1.5 tỷ kia cũng ở gần hồ suối cát luôn. Đường xá nó to hơn, rộng rãi, ô tô đi lại thoải mái. Đó, 1.8 tỷ. Vậy, quý vị nào có nhu cầu mua ở đây cứ alo cho tôi nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Này, điện này. Này điện 3 dây này. À. Nhờ cái đường trước mặt này liệu có kế hoạch lên đường nhựa không? À, có lên đường nhựa luôn hả? Ừ. Tiền dân cư đã đóng cho địa phương hết rồi. À. Và đóng để xã xin chi phí của tỉnh về. Ừ. Tức là đường này sẽ lên nhựa này. Đường này sẽ lên nhựa. Đấy. Được rồi. Đây đường điện này.
Đấy, 3 giây. Rồi. Rồi quý vị cách nhé. Cách cao thế 300m. Đường điện này là đường điện trung thế. Rồi. Cao thế ngoài kia. À, cao thế ngoài kia. Trong này là cách 300m. 300m là nó hạ thế. Rồi.